Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến người anh em một dòng mixer bãi, hàng cực kỳ cổ điển ha. Mà hãng thương hiệu của Tascam, model đó là M30. Một dòng mixer phải nói là ra đời khá là lâu rồi nhưng mà nó còn đẹp như thế này là người anh em hiểu rồi. Phải nói là cực kỳ tinh xảo của thiết kế của người Nhật ha. Một dòng mixer Nhật xuất Mỹ, chạy điện 120V ha. Vỏ hơi gỗ này, hai bên gỗ hết này, bọc da ha. Handphone ở chỗ đây ha, đường handphone đây. Con mixer này có 8 live vào ha. Con này là dùng đỡ hộp âm ha. Hộp âm ví dụ như mình chơi cái mixer này chuyên nghe nhạc ha. Ví dụ như mình chơi một cái đầu đĩa CD vô live số 1 này, ví dụ vậy ha. Một đĩa thang này vô live số 2 này, mâm thang này live số 3 này, tab này, cái set này là vô live số 4 này, ví dụ vậy. Bình cố vô live số 5 này, guitar live số 6 này, tắt gặp micro live số 7, nói chung là kính thưa các loại mình đưa vào đây ha, từ live số 1 đến live số 8. Đó, mình tổng hợp rồi mình chỉ cần out đường nào thì ra đường đấy ha. Nào đường nào mục đích sử dụng của mình là làm gì, và nó có 4 cái đồng hồ vuông rất là đẹp ha. Ghi là monitor sub mixer hai đường đúng không? 1-2 đúng không? Còn em chơi đá balance trái phải luôn ha. Để em lên tới 4 đèn luôn nè. bốn cái bass out luôn ha. 1, 2, 3, 4 mình cắm xuống main, cắm âm ly tùy mình ha. 4 bass out, 1 master. Và cái này nó có chiếc áp EQ laser 2 tầng luôn ha. Rất là hay. Cái tầng trên á là cái gain lớn nhỏ. Tầng này là gain lớn nhỏ này. Rồi cái dưới là cái crossover từ tần số từ 60Hz đến 1.5kHz. Và cái này là nút low ha, còn nút mic là tần số từ 1kHz đến 10kHz. Thì các bạn ở dưới này ha, các bạn ở dưới này hả, người em thấy nó chạy không? Ở trên không có chạy ngang mà bạn ở dưới chạy, mình cắt tần số sao cho nó phù hợp với lo của nhà mình ha. Rồi nút này nó gain lớn nhỏ, rồi lô mic 2 ha. Là cái này đầu vào input thì nếu mà cắm micro, ví dụ đây là số 1 em cắm micro này, đây là số 1 em cắm micro, thì em sẽ gạt qua cái nút mic đây, và đồng thời cái hệ số cái đài của mic đây làm chọn mức trung bình là mức 20, gạt mà không thì mic to lắm, mà gạt 40 thì mic nhỏ ha. Rồi em sẽ thử cái mic luôn này, thử mic cho anh em nghe này. Liên cái tiếng nó đã gơ người này, một tiếng hồi xưa họ làm sao mà tiếng mọc sơn. Thử xíu ha. Liên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Liên 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái câu này mà hát yêu ta mọc với một cái đờn nữa thôi chứ chị em phụ nữ luôn mơ tới xì luôn ha. Nó nói là rất là phê ha, cái tiếng micro nó cực kỳ đã đấy. Và em nói nãy rồi ha, tới hồi số cái đại của mic tới đây rồi không. Rồi đây bật out xong hết ha. Ngon lành cái đào, đây là vô lượng của sub mic. Và tiếp theo mình xong nó là gì không? Ngay em mở hai là nhạc lên cho. Đây nhạc từ máy tính này ha. Nhạc từ máy tính là cái gì cho mình tiếng này. Đấy nhạc từ máy tính này. Nhạc máy tính em cho vào cổng, ví dụ như cổng live của số 2, số 3 đây ha. Rồi cái mic này, micro này cắm vô live số 1 này ha. Rồi đơn giản thì người anh em về cứ gãy mà ghép nối ha. Cổng mic của con mixer này bằng cổng ba lăng rất là đẹp trai ha. Ngoài cái này là đất sâu ly rồi ha. Rồi ngõ ra đây, ngõ ra thì rất nhiều ngõ ra nha, ngõ ra nhiều lắm, trùng là ngõ ra lố khú. Nhưng mà em thì cắm ngõ monitor out thôi ha, monitor out hai đường thôi. Còn bớt này, bớt out bớt in nữa này, rồi sub in sub out nữa ha, đầy đủ hết luôn ha. Đấy con mixer Tascam đấy, mixer công suất 26W ha, quá dữ luôn rồi em ha. Đấy đem bắt rồi đẹp trai ha, chung là con anh cà đào. Đây cho coi mặt lưng ha, mặt lưng thì còn rất đẹp, sexy thì chưa có xét luôn. Tem của Nhật này ha, tem để đóng cửa hàng Nhật này. Đấy con anh cà đào ha, quá sức dữ luôn ha. Cấp được áp 120V nha người anh em. Mà đi cho bang này điện áp 120V ha. Một con mixer xịn sò, quá đẹp. Giá nó ra đây 4 triệu đồng, quá rẻ ha. Quá rẻ cho một con mixer. Anh em nào về phối nhạc cho là nhức nách luôn. Rồi rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ha.